Cà rau đặc trưng của nó thì tiếng nó cực kỳ sạch, độ nhiễu hài nó rất là thấp nha. Đây là nhiều bác rất thích cà rau, và đẳng cấp của nó trưng bày trong phòng khách cũng là một cái mà được các bác lựa chọn nhiều. Và đây là 6 con cà rau 2401 phiên bản nâng cấp của 2004, nó chạy cấu hình sò 8187 8188 rồi nha các bác, y chang là bàn 6 VZ vậy đó. Để các bác mà mình sở hữu và cực kỳ may mắn, các bác sẽ sở hữu được một trong những 6 con đợt này về. Em đấu được 6 con 2401 thôi nha. Hai con vía đẹp, ngõ thắt của nó thì như hàng khui thùng, gọi là như hàng thùng xốp thôi các bác. Hai con theo vía đẹp nó như một nha, tại vì là nó là hàng tồn kho chưa sử dụng. Đấy, tổ Philip phun sò vương miện 8187 và 8188. Đây các bác cùng xem, coi là con đầu tiên phía bên trái này thôi. Đấy, nó chạy sò như 3600 VZ luôn nha. Đấy, 8187 này và 8188 phun sò vương miện tổ Philip nha. Đấy, hai tập phô máy chưa qua sử dụng, nhìn cái linh kiện cầu chì, dây nguồn, nhìn dây nguồn là mê luôn các bác. Chỉ có 6 con thôi nha các bác. Tiếp tục con thứ hai, nó đẹp như nhau nha, tại vì nó là một rơ như một, chưa sử dụng dây nguồn. Con tiếp theo hàng trên giữa là con thứ ba đầu tiên, y chọn nhau rồi nha các bác. Là tiếp tục con thứ tư hàng trên giữa dưới cùng. Giá là 19 triệu 700, đã bao gồm phí ship và được tặng kèm một bộ dây ba lăng nha. Chơi những con này các bác phải là nó sướng người lắm các bác, sẽ mua được một con cà rau chưa sử dụng luôn, là gọi là rất là sướng người và rất là cực kỳ may mắn. Đấy, chỉ có 6 con dành cho 6 bác thôi, hoặc là bác nào quất hai con luôn về, các bác chơi một con thì chơi sấp, hoặc là một hai hai con mình chơi hai cái full 40 mới tinh luôn. Những đá con mắt thật thôi. 19 triệu 700 nha, bao gồm phí ship nha các bác. Đấy là tổng quan vĩ đẹp của 6 con ruột gan ngày hôm nay. Đấy, bác nào muốn sở hữu nó thì liên hệ trong qua hai số điện thoại phía trên màn hình nha. 0978 338 14 hay là 0965 77027. Các bác chuyển khoản đủ thì em sẽ bớt 200, và còn 19 triệu 500 bao ship gồm kèm theo bộ dây. Còn nếu cọc tiền thì vẫn giá là 19 triệu 700, cọc là cọc khoảng 2 triệu là em ship hàng tận nơi nha. Rồi em Chiến xin chào, hẹn gặp lại các bác ở video tiếp theo.